Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tám Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng đấu thứ hai Champions League 2021-2022 giữa Bayern Munich và Dynamo Kiev. Hai đội bóng đều là các ông lớn ở giải đấu trong nước, trong khi đặt lên cán cân, sức mạnh thì đại diện tới từ Đức đang có đẳng cấp vượt trội hơn hẳn. Hãy cùng phân tích trong video ngày hôm nay để tìm ra cái tên chiến thắng nhé. Soi kèo bóng đá Bayern Munich gặp Dynamo Kiev trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2021-2022. Thời gian diễn ra là 2 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Bayern Munich gặp Dynamo Kiev, phong độ của Bayern 5 trận gần nhất. Không một từ nào có thể lột tả sức mạnh của Bayern lúc này. Họ quá vượt trội so với phần còn lại của không chỉ giải đấu Bundesliga mà còn ở Champions League. Lối chơi của đội bóng này đang ngày càng đỉnh hơn và đó là lý do vì sao mà 5 trận đấu liên tiếp vừa qua họ đều giành chiến thắng với tỷ số rất đậm. Phong độ của Dynamo Kiev 5 trận gần nhất. Nếu tính ở đấu trường châu Âu thì Dynamo Kiev chỉ là một đối thủ tầm trung bình yếu. Thế nhưng ở trong giải quốc nội, họ vẫn có phong độ rất tốt với các chiến thắng dễ dàng để lúc này vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Hàng phòng ngự chắc chắn khi liên tiếp 3 trận đấu tại giải vô địch quốc gia vẫn chưa để thua bàn nào. Rõ ràng, Dynamo đang mang đến một chút sự kỳ vọng nơi người hâm mộ. Soi kèo tài xỉu Bayern Munich gặp Dynamo Kiev. Tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cho hiệp 1 của trận đấu là 1,5. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0,88 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0,96 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3,75. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0,98 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0,86 nếu trận đấu ra xỉu. Nhìn vào thành tích thi đấu và lực lượng mà hai đội đang có trong tay, dễ hiểu khi Bayern Munich đang là cái tên được đánh giá rất mạnh. Hơn nữa, 5 trận ra sân gần nhất liên tiếp là các trận đấu mà đội bóng này giúp kèo tài ăn cược. Ở trận mở màn C1 năm nay, Bayern cũng thắng giòn giã Barca đến 3-0. Một đội bóng nhỏ bé như Kiev thực sự khó ngăn cản được cơn cuồng phong nước Đức. Vì thế cửa tài nên được người chơi cân nhắc. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 2,75. Có thể thấy rằng dù Bayern rất mạnh nhưng mức chấp rất cao khiến cơ hội mà đội giúp người chơi thắng kèo lại trở nên nhỏ hơn. Tuy nhiên, mức chấp này đang có dấu hiệu giảm dần, nhất là khi chứng kiến hàng phòng ngự khá tốt từ phía đại diện Ukraine. Tôi vẫn nghiêng về việc lựa chọn cửa trên Bayern Munich và kèo tài. Chúc anh em sẽ đưa ra lựa chọn hợp lý nhất để giành chiến thắng. Đây là những nhận định của chúng tôi, còn lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi xuống tay. Dự đoán tỷ số trận đấu, Bayern Munich thắng 4-1 Dynamo Kiev. Trên đây là những nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Anh em nhớ chỉ nên xem cá cược là hình thức giải trí, không nên xem là phương thức kiếm tiền đổi đời. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!